Chào mừng các bạn đến với kênh của Lê Thế Thắng. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ nữ thương hiệu Thụy Sĩ Olympia Star. Với thiết kế của size mặt đồng hồ là 24 mm, cực kỳ nhỏ nhắn, xinh xắn và rất dễ đeo ạ. Chất liệu vỏ và dây bằng thép không gỉ 36, mạ PVD màu vàng đồng. Công nghệ mạ cao cấp và tốt nhất hiện nay. Mặt kính đồng hồ là kính sapphire chống xước. Khả năng chống nước của đồng hồ, các bạn có thể thoải mái tắm giặt, rửa tay, đi mưa. Hai bên viền đồng hồ có có gắn những viên đá quý sáng lấp lánh và được gắn rất chắc chắn. Các bạn có thể nhìn thấy độ sáng bóng của các viên đá đấy ạ. Mình sẽ zoom kỹ một chút để các bạn nhìn. Mặt trong của đồng hồ thì có một chút ánh hồng nhẹ. Các bạn có nhìn rõ ánh hồng đấy không ạ? Đấy, khi nhìn nghiêng thì sẽ thấy rõ ánh hồng hơn. Ok. Núm của đồng hồ thì có gắn một viên đá quý màu đỏ. Đấy, các bạn có thể thấy ánh đỏ. Khóa của đồng hồ thì là dạng khóa bấm. Trên khóa thì có dập nổi logo của OP. Đáy đồng hồ thì có dập logo của OP luôn. Sapphire Water Resist là khả năng chống nước. Mã đồng hồ là 28027L gạch ngang 205. Một bộ sản phẩm đầy đủ của đồng hồ thì sẽ có đồng hồ như thế này. Hộp hãng Olympia Star và một quyển sổ bảo hành 1 năm quốc tế. Và kèm theo 2 năm bảo hành tại cửa hàng bên mình. Bây giờ mình sẽ đeo thử lên tay cho các bạn biết được kích thước của đồng hồ. Đây ạ. Với size mặt 24 mm thì mình nghĩ là sẽ phù hợp với tất cả các loại cổ tay. Một chiếc đồng hồ chính hãng như thế này thì các bạn không cần phải đắn đo khi mà các bạn kết hợp với trang phục. Các bạn có thể mặc trang phục đi làm hoặc là đeo đi dự tiệc đều rất phù hợp và rất dễ kết hợp với trang phục. Để đặt hàng thì các bạn liên hệ 0912681586. Bên mình sẽ giao hàng đến tận nhà. Các bạn được mở ra kiểm tra đúng mẫu mới nhận và thanh toán tiền. Đừng quên theo dõi mình ở những video tiếp theo để xem được những mẫu đồng hồ tuyệt vời. Và hãy comment và cảm nhận, hãy comment những cái cảm nhận của các bạn ở bên dưới. Bên mình sẽ trao đổi và giải đáp cho các bạn những cái thắc mắc một cách sớm nhất. Khách hàng của mình thì có ở 63 tỉnh thành trên cả nước. Các bạn có thể vào cái phần cảm nhận của khách hàng trong fanpage cá nhân, trong fanpage cá nhân hoặc là fanpage để đóng góp những ý kiến của các bạn tại đó. Đó sẽ là nguồn động lực to lớn giúp bên mình ngày càng hoàn thiện và phục vụ quý khách hàng gần xa được tốt hơn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.